quạt cho mình một chút. Bạn quạt cho mình một chút đi, nóng quá à. Ý, càng quạt nó càng khô nước, tụi mình chết sớm đó. Không biết có kịp thích nghi hay không nữa. Mình có cách rồi. Ủa, hai bạn đang làm cái gì vậy? Cho mình xin tí nước đi mà. Không được, không được mà. An tâm, mình vấp một phát, uống tí là xong. Vậy thì tôi mạng mình rồi còn gì. Chúng mình không uống, muốn uống được phạt chứ gì. Cứu, cứu vừa với. Dừng lại, dừng lại. Nè nè, cho chị ốc xin can đi mà. Sao hai em lại ăn hiếp dừa vậy? Tụi em có nỗi khổ tâm mà. Không có nước, tụi sẽ chết mất. Không có nước hả? Nước ở dưới ao thiếu gì? Sao tụi em không uống mà lại đòi uống nước dừa? Nước dưới ao khô cạn hết rồi chị ơi. Em không biết. Mấy hôm nay, bạn chuột ngày nào cũng xuống uống, nên ao cạn nước hết rồi. Đó đó, đốc tôi khỏe. Đây, đây chính là hung thủ gây ra tình trạng cạn nước ở dưới ao nè. Hả? Chuột, con làm gì mà nước dưới ao cạn hết vậy? Con bị ở chua nên sói kêu con uống thiệt nhiều nước sẽ hết ở chua. Uống đến cạn ao luôn mà có hết đâu. Thôi được rồi, tại sói chỉ tầm bậy, mai mốt ta sẽ phạt sói. Thôi, có vậy thôi không nói mình giúp cho. Cái gì vậy cụ gái trắng? Em nói là em có thể giúp cho chuột hết ở chua hả? Em có nói quá không vậy? Chứ chị nghe là chị thấy cái màu không tin rồi đó. Cụ cải trắng giúp được tình trạng ở chua đó nha ốc thanh dân. Đừng coi thường bạn ấy nha. Rồi, đốc tơ khỏe nói như vậy thì chị cũng tạm tin rồi. Nhưng mà em có tác dụng chữa ở chua như thế nào? Em với đốc tơ khỏe hướng dẫn tận tình đi. Đơn giản lắm. Nếu mà bị ở chua thì chỉ cần lấy chừng 3 miếng củ cải trắng, rồi nhai thật nát, nuốt lấy nước là được. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Đốc tơ khỏe, ăn cải dừa con còn ăn được, chứ nói chi là ba lát hay ba miếng. Ê ê, vừa phải thôi nha. Bạn có tin là một lát mình cũng không cho, chứ nói chi là ba lát không hả? Chuột, em nói vậy á, củ cải trắng quạo là đúng rồi. Củ cải trắng à? Thôi thôi, bớt giận nha em. Đúng rồi đó, chứ không thôi á, coi chừng nạn nhân tiếp theo bạn vừa là con đó nha. Vậy gì nữa, ba lát cứu người còn hơn xây 10 khách sạn mà. Cái gì vậy chuột? Cái gì mà cứu người còn hơn xây 10 khách sạn? Có vụ đó hả? Thông tin này mới, chắc khán giả mới nghe lần đầu à. Thôi được rồi, em yên tâm đi, củ cải trắng sẽ giúp em mà. Hy vọng là với những thông tin của ngày hôm nay thì quý vị khán giả cũng sẽ biết cách dùng củ cải trắng để chữa ở chua khi cần thiết nha. Còn bây giờ thì Ốc phải nói lời chào tạm biệt rồi. Mong là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình Doctor Khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.